Chạy Quyên ơi. Bắn nó thiệt, bắn nó thiệt. Tao cũng đéo biết luôn, ý là ủa Quyên đâu? Quyên đâu? Ai ủa ai ra ai hai người vậy? Một người mà. Trời. Ok. Xui. Số 1. Yeah, số 1 này. Má lỗi tôi, tôi ngu quá, tự nhiên giết bầu tôi à. Thế là Uyên vừa mới vào phát chết đầu cũng vui nhỉ. Tao là tâm linh. Tao là chết trước. Tao lẹ quá. Coi chừng em á. Má cái quả thì tao thật sự quên tao quên luôn á, tại vì cái nút kể là có nghĩa là mày mới lú khỏi màn hình thôi là tao đã bấm cái nút đi qua, tao bấm khoảng cách thì nó biến nó tóc biến nó giết mày luôn. Tao nói tao mới hay. Tì nhanh hơn nè, OT nhanh hơn nè. Mẹ em xui quá mà. Em biết story này em xác định rồi, một là quick. Nếu mà có giả dạng em giả dạng đẹp hơn nhiều chị ạ. Ừ. Chịu chị mừng nha. Lộn phát người ta, phát làm dịch người ta. Lộn phát gì lộn khang à. Phát gì khang à, phát gì khang thì đéo biết được. Nhưng mà đúng quá, mình đéo biết thôi, kệ mẹ mình. Mình cứ phải ai im đi, mình cứ im đi. Im mẹ luôn đi. Không ngu. Nếu mà khai với em phát hỏi vậy á. Chịu giấu kệ chịu giấu. Kệ theo dấu thì đó. Đó là cho mất dấu luôn. Ui, chị mày có thấy không chị mày? Quá là liền. Em lấy cái xác ở chỗ kim tự tháp nha. Mày giết luôn chị. Em vừa đi ngang qua luôn. Ủa, đó. Thằng Đức mới chạy ngang qua tao luôn. Thằng Đức mới chạy ngang qua tao kêu là kẻ theo dấu gì đấy. Không phải thằng kêu đâu. Có thấy không? Ừ, tao thấy nhưng mà chắc không phải mày giết đâu. Không. Em vừa mới tới đây chị tới luôn. Kêu rồi. Dạ. Mọi người ơi. Lúc đấy kiểu giúp em ở đây có ai. Ờ, cái rồi đó không an tâm đâu em ơi. Dạ. Không an tâm rồi. Ê, chào bắp chưa mà sẽ bỏ như là chào bắp dính chưa mà. Không an tâm cái rồi đó đâu. Ok á. Ủa mà. Ủa đúng không? Nghe ai đi vào xương. Có ai vậy? Ủa là vote ai? Cái gì vậy? Là chồng bắt hả? Ok. Đúng rồi, đúng rồi, hay là vote ta? Chồng bắt hả? Vote chồng bắt. Vậy là cái là... Vote chồng bắt. Mình hả? Số 1 đi mọi người ơi. Ủa là sao? Ai là ai vote? Hậu ơi, thấy chồng bắt đi sương mù đúng không? Vậy là đúng mà, còn phát là lộng khen ta. Gì? Thì chị nói đi, chị là gì? Tao mới nói hồi nãy rồi nghe ai đi. Ai dám mù chị đâu. Nói như là bà giết Đức á. Uyên á. Coi chừng chết dưới đây rồi, coi chừng chết dưới đây. Đây nè. Thank you.
tổng hai tiền của Arum. Đây, sau khi em tổng kết lại mọi thông tin từ Cooler đưa ấy, thì trong đó chắc chắn là Việt. Tao đéo phải Việt hơn á. Không, chắc chắn là Việt. Tại vì vấn đề, từ để em nói, vấn đề là Kiều thấy xác Minh Đức chết trong kim tự tháp. Mà Cooler bảo là trọng phát chui từ sương mù kim tự tháp đi ra. Thế là tấn cao. Đúng rồi. Em mới chửi mày là bên vậy. Bây giờ mày phải lộ rô, mày là gì? Thế anh là gì? Chúng thôi mày chết. Em là con chim, bye bye. Rồi đụng mới cho nó cút. Thôi phải lý tục. Cho dù là mày không phải là vịt hay là ngỗng gì đấy thì mày cũng là bình dân tâm thần. Trong đây chỉ có vịt và ngỗng, đéo ai có con chim hết á. Vai con bồ câu mới đi. Bồ câu, chim ưng kìa anh, chim ưng. Con bồ câu, không phải chim ưng. Con bồ câu, con bồ câu nấp nữa. Con bồ câu nấp nữa, tôi biết rồi, tôi biết. Chết mẹ không? Chết rồi, tôi biết. Hay là nó là bắt chước. Rồi, có khi nào cút. Có khi nào đúng không? Má mình vội vàng quá không? Má mình vội vàng quá không? Đây. Mai anh. Chạy Quyên ơi. Hai cái xác gần nhau. Ủa? Hai xác quá. Hai xác gần nhau là đâu? Để em nói lại cho. Để em nói lại cho. Là xác này là xác của May với lại Trung các bạn. Là đúng. Ba bọn em là đang ở trong cái nhà của nghệ nhân ấy, đang bàn chuyện ấy. Là May bảo là May là con mà có thể tìm thấy xác. Mày thấy xác trên kia, mày chạy theo. Vừa ra khỏi cửa thì mày bị con sư không gì. Tham lam. Nhưng mà từ câu cuối mày nói này. Ai ngu chết rồi kìa. Ai ngu. Lù người ta nó chát kìa, làm ai ngu kìa. Thì còn dữ kiện gì không? Còn dữ kiện gì nữa không? Trung Hoàng đi sau sau lưng mày, Trung Hoàng chết luôn. Ủa là hai đứa bị hai xác ướt luôn hả? Xác ướt biết hai luôn hả? Đúng rồi anh ơi. Trung Hoàng đi sau lưng mày. Cái này tôi nghĩ cười cực thế nhỉ. Đụng má mày nha. Ê xác ướt này giờ nó giết nhà tao đéo có đụng luôn nha. Đi lồn. Đứng lồn hay đi cho. Ờ chịu Uyên đi rồi kìa. Uyên kìa. Uyên là không biết nha. Chắc là cũng sẽ ướp thì sao rồi. À đúng rồi, tại vì mày có bảo là à. Ai ngu chết rồi kìa. Đúng rồi. Mày có bảo là ai ngu. Đúng rồi, tại vì hồi nãy cái xác ướp nó giết Uyên trước xong rồi nó vừa hôm nay nó vừa quẹo qua là dính luôn đó. Là cấm bộ ba thằng đó. Đủ má xác ướp chi bồ kêu. Hay á. Hồi nãy là anh cái lúc mà trước khi bị xác ướp á là nó có sương mù nhẹ. Thì tao thấy là ló vào kêu tử tháp á là Quyên đứng ngay trong gần cái chuông á. Tao kêu là Quyên chạy đi Quyên. Mà Quyên nó cứ lắc hoài, lắc đầu hoài luôn. Tao kêu Quyên chạy đi Quyên, Quyên đéo chịu chạy. Tao chạy trước. Có nghĩa là bà cố thử kỹ năng của con xác ướp. Nhưng mà bà dấp đủ sương mù quá, bà dấp té hay gì á. Thôi, muốn vó thì vó đi mạng, lộn mình thì lại gì, tao không tao canh mày nè, hồi nãy tao có súng bắn chụp mày. Hồi nãy tao bắn loại ruồng mày với tao. Mà loạn á, mà loạn á. Ý. Trời ơi. Đi này. Ê.
Ủa, lục diều đâu? Lục diều đâu? Gì vậy? Mang tao nó nghi rồi, chéo được. Xuân ngủ sức ướt. Tao đéo tôi không giết được, tụi nó nghi tôi rồi. Tôi không có giết người được. Ủa hai tụi bay thấy nghi ấy nha. Trên à, đi mà ép thằng kiểu. Bà Lan, bà là gì bà Lan? Cái gì? Tao vậy ăn bị sát ướp dưới ở trên. Bà là cái giống gì không? Không có bây giờ nha, ok, rồi. Tao, tao là cái giá dạng. Đúng má, bây giờ thật ra là bây giờ tao có niềm một niềm tin là tao nghi là đủ hết vịt rồi. Chỉ còn được giữ lắm chỉ bưng thôi. Cho nên là tao cũng đéo phát được nữa rồi. Họ là tên Lan, họ đang đi là chiều tôm hế đi chung. Tao đang bị sát ướp dưới bắt cái trên nha. Ủa tao gặp thằng lồn hậu đâu mà thấy chị lại đi lẻ. Ê. Tính lên bay mà. Ờ vậy hả? Xin lỗi. Bay được mà. À nhầm. Ủa, nhưng mà tính lên bay được thì làm sao mà thấy được tao đang nói cái gì? Ê, chỉ nghe được giọng nói mà đâu thấy màu đâu. Nhưng mà chị là. Hả? Cái gì? Ừ. Chị biết ai là gì đâu. Không. Đúng mấy, từ đầu đâu có thấy được ai là bởi tấu. Đúng, tao còn đang nghe tụi bay á. Tao nghe một trong hai tụi bay á. Đúng, đúng rồi. Đúng, hai bọn em biết tìm đó nè. Hai bọn em biết tìm đó. Nhưng mà hình như từ đầu á là đúng mấy, tao nghi là. Như là. Đúng, bạn tin tôi không? Rõ ràng rồi, tôi thấy mà. Thực ra tôi đéo tin bạn lắm nhưng mà thôi cũng chỉ loan chứ. Đấy cái lồn giấy độ mà tao là đéo tin thằng. Ủa nãy giờ tụi bay đéo gặp thằng Hậu tự nhiên các bạn tin Hậu, Hậu tin tôi không. Đúng, nhưng mà em gặp chị em gần đấy. Có bạn là không nha, tao vừa ra hồn tụi bạn lên trên nha. Anh bạn lên trên và anh đang bị sát ướp dí ở trên. Chị lo đi đi vô cái chị lo đi ra luôn luôn đúng không? Phải vô thôi. Đấy là cái chị lo. Phải vô thôi. Cái lồn gì đấy? Bà đấy lúc đấy định giết tao đấy nhưng mà không biết tao nữa. Mình là cặp đôi. Sao kìa? Lúc đầu mình đang tới đâu ấy? Lồn gì đấy? Đụng hết bớt bừa quá con. Đụng hết. Chắc phân tích gì hết? Không. Phân tích mà có phân tích. Như đủ mới tôi lỡ bóp Khang hay gì ấy. Lỡ bóp Khang hay gì ấy. Khang ơi Khang thì tao đụng á, tao giác tao Khang ơi. Khang tao gì tao giác nó ra giết mày hả Khang? Khang ơi. Ê từ từ đâu phát là gì vậy? Khang ơi. Miệng chiều giết anh ơi, miệng chiều. Ủa chiều là gì? Ủa em chỉ mừng. Là gì hả? Cái dịch vậy tao giết đúng rồi. Đúng là giết luôn mà. Hello Raphael nha, hello Raphael. Em kêu chịu chứng minh từ đầu rồi mà. Chịu chứng minh từ đầu rồi mà. Hả? Trời ơi. Em đi tới lắm. Trời ơi, sao không nói sao? Đó, đi chuyển ra lên đi. Rồi đi. Anh ta không giết hả? Ra đây đi. Mày mày cậu mày vậy kìa. Em nó bị ăn chứ. Vừa tao gặp không lên sớm, tao có biết đâu. Ôi hỏi đâu. Em hỏi anh là gì mà chứ yên. Tao phải phát ra một câu để tao mới chui vô trọng được chứ. Nãy em ngắm nghĩ em định fan chị May đầu tiên rồi. Ủa thế là cả bắt chước cũng chưa vào được à? Được, chưa chưa được, chưa được. Mát trong map này cả bắt chước chưa điểm lắm á. Cũng chưa điểm lắm á. Em đâu có biết đâu, em chủ lâu rồi chị chưa. Phải đó tao quên nha. Phải đó tao quên nha, tao quên hay tao là tình nhân ta. Không, tao số 4. Thì không biết, nhưng mà chim bồ câu thì vẫn phải giết. Chim nào vô được xương hả? Ý là chim bồ câu cũng phải giết. Tình nhân là drone mà chị.
là không, nhưng mà ủa, với lại thế là trộm pháp bị lộ cả bắt trước với là mình kêu lên rồi. Đúng rồi, bị ta kêu lên gì lúc lúc đầu á, tao thấy tao thấy thằng Khang, tao thấy thằng Khang đu theo, thấy Khang nó đu theo đồ phá, tao phải thấy nghi rồi. Thằng Lâu Khang nó cứ đu theo nó hỏi phải là gì. Đúng rồi. Mà lúc đấy trộm pháp phải lộ luôn, bảo quên lên. Tôi đang hỏi anh là cái gì. Thôi không sao, nhưng mà lỗi. Lỗi tôi, lỗi tôi. Dĩ tôi nhé. Trời, ông lần này nó lâu thiệt. Không sao thế rồi, suy rủi thôi, chỉ suy rủi thôi. Chiều chim ơn. Chắc là chim ơn. Chắc chắn chim ơn. Anh đứt coi chừng em á. Xui, tại vì mày đéo bị chiều giết là win rồi hả? Ê, bây giờ em số 11 này em có tin lên ngõm ba gao với là ngõm này. Sao vậy Quyên, gì Quyên? Đồ máu viên nhiều vậy. Ủa sao vậy, em bị ai giết vậy Quyên? Má xùi ghê, dán trước xùi mãi luôn. Bú Canada. Bú đúng. Canada. Tao dùng chưa? Nghe đúng chưa mà kiểu. Chưa mà. Nhưng mà dân phòng đó là dân phòng, nó là dân phòng. Má anh có cơ sở gì không? Anh có ngày tháng giờ giấc gì không? Ngày tháng giờ giấc gì em nãy mình là chim ơn. Ngày tháng giờ giấc gì thôi. Bây giờ anh chỉ có việc ăn luôn thôi. Anh phải có bằng chứng. Nghe tôi nói. Tao không hết này. Nói chung là tôi gặp nó ở trong cái chỗ một cái bãi cát ấy. Bởi vì mẹ nó giật mình. Tôi vừa đi vào nó giật mình, nó chạy ra nó đuổi tôi. Tôi chưa. Tao vốt chỗ người ta đang làm việc. Nhưng mà không, chiều nó chưa. Vô cái gì, nó chỗ người ta đang làm việc. Không có, nó đi. Nhưng mà quý tất là Rosie mà sao thấy chiều đúng cho mọi thứ được. Ờ. Bao cát. Bao cát. Em vừa đi vô, có lý do hết. Mày chờ mày giết tao. Ừ, có nghe được không? Có chơi được không? Thế mà mình bút được ạ. Không phải bút gì vậy trời. Không anh tôi cũng hết rồi chết vậy ta. Trời. Chiều giết đấy. Không phải biết mày luôn. Mới vô bị đuổi đường luôn. Không mày hiểu. Thôi, sẽ ra đây dành cho nhau. Thôi, thà đi. Này, ok, nghe hết rồi nha. Ok. Ê mày chết là hậu nha. Ok. Mày chết là hậu nha. Tôi biết tao đưa làm vụ hay không chứ. Ủa. Cái gì vậy? À vậy à. Không. Ý. Mày lên trên rồi. Đây. Đi. Hai tụi bay là gì? Ê. Thôi, hai tụi bay là gì? À quên, con Nguyên là gì? Là gì? Ủa tao với Khang khá nhau rồi. Bắn nó Khang. Hai cái tôi thấy nghi vấn đúng không? Cái đất sống ở khu vực trên tháp ở giữa rồi. Thì cái này ừ, đúng rồi. Ê, từ từ, tao có thông tin. Cái lúc đầu em nghe, tao chạy ngang thấy chồng cái đi chung với đi Quy Minh. Chồng phát bảo là sinh ra nó dành cho nhau nên mình đi chung đi. Không, lòng phát là coi, lòng phát là ai cũng nói câu đó hết á. Rồi. Lúc đầu ổng nói cho tao. Nhưng mà như này nhớ, nghĩa là lúc đấy là một cái lúc. Nó tóc anh lạ gì hả? Ôi gì hả? Ủa sao lạ vậy ta? Và trong đấy, ý là gì? Thì
Không, Quy Tên mới mua được có một tí rồi là phát hiện ra xác ở trong phát. Tính như lạ thiệt. Tóc tào lao vậy. Tại vì sáng đi công việc anh dứt quát á. Sao cái giờ nó không có ra gì hết trơn. Đấy, mà sao biết Quy Tên ở nhà xác mà. What the fuck? Sao lại nó lại. Ủa, Uyên sao kỳ đó. Một cái lơ. Sao biết Uyên chịu Uyên ở chỗ nhà xác nè. Ê, ý mày nha, của Uyên là thế thôi. Ê, bình thường đó vậy là bình thường rồi nè. Tại vì nó hơi bị dính ở đây bên đây xíu rồi. Cái nhà ướp xác có tôi, thằng Trèo, ông với lại nó lại bỏ tóc như lông lộn đi. Còn mẹ mà nhìn trà. Sao cái họ tôi chạy đi. Đúng rồi. Chứng kiến là giết mày. Không. Tao có thông tin Khang là cái gì mà tại vì con Nguyên lúc đầu tao với Khang biết rồi nhau rồi. Sau đó là tao đứng tao hỏi tao với hỏi Nguyên cái Nguyên đứng do dự mấy giây á xong nó chạy. Nó kêu là tôi mắc gì tôi phải nói cho hai người nghe. Nó chạy xong rồi cái tao đứng kêu đứng lại, mày không đứng lại tao giết á, xong cái Nguyên nó không đứng lại luôn, nó chạy luôn, cái Khang bật nó luôn. Quá là mắc chạy. Kêu mày làm gì? Em á. Em vừa nói rồi mà. Thằng Chiều á nó là. Mày nói với ai? Em vừa nói anh Khang với chị Mây sao? Tao nghe. Thằng Chiều nó là. Tao biết là không cần phải nói. Cái đấy gì á? Lấy ghế thậu nha, lấy ghế thậu nha. Giờ đó là gì? Lấy ghế nha. Nó là sao? Lại. Hả? Bỏ qua đi, chứ cái này đâu. Mà sao nãy giờ nó không có gì vậy? Trung Hoàng nó không nói gì cho người ta, Trung Hoàng là bịch đúng không? Chúng đúng vậy, cái xác. Ván này ván nữa Valorant nha. Ê. Ủa, tôi thấy Uyên còn sống vậy. Ê. Chiều nó phải dạng, chiều nó dạng, bắn nó, cái số 1 bắn nó. Chiều nó dạng. Bắn lồng chiều luôn, lồng chiều giờ spawn ra với tao. Sao cái nó biến thành đồ quá Nguyên vậy, mà Nguyên chết rồi. Còn mẹ bấm nhầm mà, còn bấm nhầm mà. Chính mày. Mày con chó đây. Mày không phải chim bơm, mày là vịt. Ừ quá, tự nhiên tao đang đứng cái nó biến hình mày hết hồn tao nó cái mọi người đều đứng nói cái mọi người cứ ủa sao Nguyên còn sống vậy. Mày bấm nhầm mày cái gì tao bốt mày mày xuống đó mày hối lỗi đi. Mình có giết đéo đâu nhờ, mình đi xuống nó hối lỗi đi. Không, mày em đi lấy ngang máu thôi. Em chỉ lấy máu thôi. Tinh linh má ơi má. Ủa lộn, không phải nó nói với tao là tinh linh. Còn tao không phải tinh linh. Nó linh tinh. Mít mày nhỏ cái gì. Mày đi về. Thiệt cái chứ. Nó vào xem. Không, chung hoàng không nói gì hết. Chung hỏi nó hả? Trên đây hả? Giá. Bắn vào đây chung hoàng. Đó. Bắn vào đây chung hoàng, bắn vào đây. Ui dồi ôi, sáng cái gì? Hậu dài lên nè. Từ. À đi xuống. Con mày nó đi chung, với lại con cuộc đời tôi nhớ. Đi. Mây hậu khang bên đây. Mây hậu khang. Nhìn cái sơ nước ai là người giết em trước tao rồi. Mây hậu
Khang rồi chỉ có mình thôi. Ừ. Chị có chị bây giờ liệt kê chỉ có mình với Trung Hoàng thôi. May. Cái lúc mà mày chạy ngược lại, cái lúc mà mày chạy ngược lại mày kiểu sát ướp á là mày lúc mà mày đi chung với nhà mày đi chung Trung Hoàng đúng không? Đúng vậy. Rồi vậy chứ mình thôi, chỉ có mình thôi. Chỉ có mình thôi. Từ anh Long ơi, lúc mà anh em mình đi đứng cho anh em mình xuống lấy nước rồi anh với em đi thì chỉ còn Hậu đứng ở đó thôi. Thì đúng rồi, còn Hậu đứng ở trên mà. Không, Hậu đi chung với anh mà. Hậu đi chung với tao với May luôn mà tao với May quẹo trái mà. Vậy còn anh không gì là Minh. Tại vì thằng cái xác ở trong chỗ dưới nước á, vậy là chỉ có một Minh thôi. Mà anh nói gì đi Minh? Thám tử à, Long Hồ. Nói gì nữa bây giờ? Trời ơi, cứu cuộc đời tôi chứ nạn lắc quá, cứu cuộc đời tôi nữa. Còn Trung Hoàng thôi. Là còn Trung Hoàng thôi. Trung Hoàng thôi. Mày văn rồi. Là còn Trung Hoàng thôi. Ui. Từ từ lâu bây giờ rồi mình đừng uống chung mình đừng bớt được. Còn mày thôi. Làm sao? Mày làm sao? Mày. Bây giờ mày là. Má tôi ghiền Hậu quá ta. Mày. Còn mày ý Hậu ạ. Tao là kền kền, tao thấy đồng minh, tao biết người tao ăn sát rồi. Còn một cái xác ở bên dưới cái chỗ gần chỗ đi thuyền ấy, kìa thì mình ở đấy đi với mày thôi. Còn mày tao đi cùng tao kiện đi lơ. Tao đi cùng đi lơ. Còn mày thôi Hậu ạ. À đúng rồi. Cái lúc bốn đứa đâu hay nói đâu, xong nó chạy lên, nó tự chạy lên chỗ tao với mày. Mày à, khang thì đó lâu nó cái đó xong em dằn đi xuống đây nước. Đúng rồi, giờ hồi nãy tao nghi nó, đúng rồi tao nghi là chỉ có Hậu thôi. Tao phe thứ ba. Bây giờ mày là gì? Mày là gì Hậu? Giấu cái gì, làm gì có gì hay giấu. Soi gì thôi, đừng có soi gì á. Trời ơi, mất dạy vậy chứ. Con người á là mày là chạy qua bên trái đi, còn chú thôi còn ai nữa. Thì giờ Hậu không phải là chỉ có con Trung Hoàng thôi. Nghe hợp lý đấy. Là hợp lý phải. Hợp lý chứ. Hợp lý. Tụi mày khúc cuối cùng biết đâu gan khang mày. Nghĩa nói thì không gì nữa. Được chứ. Mày em chứ. Đủ rồi. Vậy nói cái dấu thiệt. Trung Hoàng thôi. Em là Canada. Đây còn Đồng Long thôi. Đồng Long hoặc là Mây. Đồng Long. Đấy cái ngay mà Đồng Long. Long cái lầu mà định con máy mày ơi mày điên hả mày? Tao đứng yên tao làm gì đâu. Má nghi rồi. Tao đã bảo ông Long. Đấy. Mày điên hết Long cái lồ mà. Em thấy anh chạy qua mà, em thấy anh sầu. Đi chùa. Tao dắt nguyên một làng. Trời ơi, ai tin. Ờ, bắn vào làm đi. Thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ clip của mình nha. Nếu các bạn thấy hay và xứng đáng, hãy cho mình một like, một subscribe và ấn một cái chuông dưới, kèm theo comment góp ý cho mình biết là video của mình cần cải thiện cái vấn đề gì nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn một ngày tốt lành.